Xin chào các bạn, tôi là Hoàng Ngọc Quỳnh, tiến sĩ, giảng viên Marketing tại Đại học Leicester, Anh Quốc và là đồng sáng lập hệ thống Anh ngữ Justina tại Việt Nam. Tôi cũng là tác giả hai cuốn sách Hacking Your English Speaking và Hacking Your English Listening, top các cuốn sách tiếng Anh bán chạy tại Việt Nam với hơn 60.000 bản được phát hành. Thành thạo một ngoại ngữ có thể làm thay đổi cuộc đời bạn. Thế giới này vốn đầy ắp những cơ hội, những trải nghiệm thú vị và tiếng Anh sẽ mở ra cho bạn những cơ hội đó. Nếu ước mơ của bạn là đi du học, tìm tòi kho tàng tri thức của nhân loại, khám phá những vùng đất mới hay tìm kiếm một công việc ở một tập đoàn hàng đầu trên thế giới thì thành thạo tiếng Anh chính là điều kiện cần để giúp cho bạn thực hiện hóa những giấc mơ đó. Khi mới bắt đầu hành trình học tiếng Anh, nhiều bạn vẫn chia sẻ với tôi rằng em không biết phải bắt đầu từ đâu. Như tôi đã từng chia sẻ trong những cuốn sách của mình, điều đầu tiên bạn cần làm đó chính là tạo ra và duy trì động lực học. Hãy xem tiếng Anh như là một niềm đam mê, một sở thích, một tình yêu. Và quan trọng hơn hết, bạn phải luôn kiên trì và nỗ lực hết sức để theo đuổi mục tiêu học tập đã đặt ra với sứ mệnh giúp người Việt tiếp cận những phương pháp học hiệu quả để tự tin làm chủ tiếng Anh. Tôi cùng đội ngũ Justina đã đồng hành cùng hơn 50.000 học viên trong hành trình chinh phục tiếng Anh trong suốt 11 năm qua. Đặc biệt, Justina vừa thành lập Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hợp tác Quốc tế tại Anh Quốc nhằm đẩy mạnh và chuyển giao các phương pháp giảng dạy tiếng Anh mới và hiệu quả ở một trong những môi trường giáo dục hàng đầu trên thế giới về Việt Nam. Vậy thì điều gì tạo ra sự khác biệt và đem lại hiệu quả cao khi học tiếng Anh tại Justina? Thứ nhất, lộ trình học chuyên biệt. Mỗi học viên ở Justina đều được đánh giá trình độ đầu vào và được xây dựng một lộ trình học riêng biệt phù hợp với khả năng, mục tiêu và thời gian của mỗi cá nhân. Thứ hai, phương pháp học độc quyền kết hợp giữa flipped learning, mô hình lớp học đảo ngược và 3Cs, lấy học viên làm trung tâm, giúp rèn luyện tính chủ động của người học, kích thích tư duy và phản xạ ngôn ngữ tự nhiên. Bạn không chỉ học tiếng Anh mà còn được trang bị thêm các kỹ năng mềm như thuyết trình, phản biện, làm việc nhóm, vân vân. Thứ ba, ứng dụng công nghệ hiện đại. Justina tiên phong đưa công nghệ vào việc dạy và học tiếng Anh. Thông qua ứng dụng Justina English, giúp học viên có thể chủ động học và thực hành tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi. Thứ tư, đội ngũ giảng viên chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, được tuyển chọn kỹ càng, đào tạo khắt khe, đáp ứng những tiêu chuẩn sư phạm để đảm bảo chất lượng giảng dạy. Justina không chỉ là một trung tâm tiếng Anh, mà là nơi khơi nguồn ước mơ, nơi các bạn học viên được trang bị những kỹ năng cần thiết để chinh phục những mục tiêu lớn của mình và tự tin bước ra thế giới. Các bạn có thể liên hệ Justina để bắt đầu hành trình hiện thực hóa giấc mơ của mình ngay từ ngày hôm nay.